Thưa quý vị, thưa các bạn, trước nhu cầu bức thiết về công nghệ bảo quản sau thu hoạch, các nhà khoa học trong nước đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu nhằm tìm ra cách thức bảo quản rau quả có hiệu quả và phù hợp nhất với điều kiện khí hậu ở Việt Nam để phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Việc nghiên cứu thành công công nghệ bao gói khí quyển biến đổi MAP đã giúp cho các loại rau quả có thể bảo quản trong thời gian khoảng 4 tuần sau thu hoạch mà không ảnh hưởng đến chất lượng, tổn thất sau bảo quản dưới 10%. Và người nông dân có thể tiết kiệm tới 50% chi phí cho công tác bảo quản. Công nghệ bao gói khí quyển biến đổi MAP là sử dụng màng bao bọc nông sản trong các vật liệu chắn khí. Trong đó thì môi trường khí được điều tiết một cách thích hợp để ức chế tác nhân gây hư hỏng. Từ đó sẽ duy trì thời gian sống tự nhiên, kéo dài thời hạn bảo quản sau thu hoạch mà chất lượng nông sản vẫn đảm bảo theo yêu cầu. Sản phẩm màng MAP được sản xuất từ nguyên liệu nhựa polyethylene, tỷ trọng thấp kết hợp với một số chất phụ gia vô cơ như là silica, zeolite, bentonite không gây độc hại cho người sử dụng. Màng mát này nó có cái ưu điểm vượt trội là nó có khả năng thẩm thấu khí, biến đổi cái bầu khí quyển bên trong cái bao gói, làm cân bằng cái không khí bên trong bao gói, và đấy là cái ưu điểm vượt trội của nó. Còn đối với một số các cái loại rau quả khác thì chúng tôi cũng đã phối hợp với một số doanh nghiệp đem đi xuất khẩu thì đều có những cái phản hồi rất là tốt, màng mát đều kéo dài được thời gian và giữ cho rau quả được tươi, không bị đọng nước ở các cái bao bì, vì là có một số các cái phụ gia đặc biệt chúng tôi đưa vào làm cải tiến được cái màng. Theo thống kê thì hiện nay diện tích trồng rau quả của cả nước vào khoảng 1,4 triệu hectare, năng suất trên 6,5 triệu tấn trái cây và 9,6 triệu tấn rau mỗi năm, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đã có một số công nghệ bảo quản rau quả sau thu hoạch được áp dụng như là phương pháp rửa kết hợp thanh trùng nhẹ cho một số loại rau quả, bảo quản bằng nước ozone, xử lý nhiệt, hóa chất, bảo quản trong bao bì PE v.v. Tuy nhiên, những cách bảo quản này còn hạn chế và nhiều công nghệ không giữ được giá trị và chất lượng nên không được áp dụng rộng rãi. Do đó, việc nghiên cứu chế tạo thành công màng MAP được đánh giá đã mở ra triển vọng mới trong việc bảo quản các loại rau, hoa cũng như là trái cây ngắn ngày. Trước nhu cầu bảo quản vải thiều, nhãn, niên vụ 2017, công nghệ này đã được giới thiệu tại Bắc Giang. Thử nghiệm ban đầu cho thấy phương pháp này đã hạn chế hoạt động của vi sinh vật, côn trùng, giúp thời gian bảo quản vải thiều, nhãn lên đến trên 30 ngày. Màu sắc, chất lượng quả vải vẫn đạt chất lượng tới 98%. Với chi phí lại thấp chỉ bằng 50% phương pháp truyền thống đã giúp việc vận chuyển phân phối vải thiều, nhãn dễ dàng hơn và được xa hơn. Cái công nghệ bảo quản bằng cái màng mép, tức là màng bao gói khí quyển, thì cái công nghệ này cái ưu điểm nhất đó là bảo quản được thời gian kéo dài 30 ngày. Thế và cái chất lượng thì đảm bảo 98%, thế đặc biệt là giá thành rất là rẻ. Thế thì trong thời gian tới thì chúng tôi phối hợp với huyện Lục Ngạn cũng như các cấp chính quyền để triển khai đưa các cái màng mép này đến đối với người dân, đồng thời phối hợp với công ty STV, với doanh nghiệp chuyên xuất khẩu vải thiều, thì hiện nay họ đã đăng ký và như vậy là cái hiệu quả thiết thực và đưa vào ngay trong cái vụ xuất khẩu vải thiều đợt này. Công nghệ ướp đá thì nó cũng đòi hỏi rất là nhiều công. Thế là một hai là cái sản lượng đá, thế rồi các cái dụng cụ để bảo quản, các cái nhà chứa là cũng chi phí rất lớn. Thứ hai là bảo quản vào cái sông hơi lưu huỳnh thì nó chỉ được từng nước thôi. Cũng có những nước người ta cũng không chấp nhận cái công nghệ này. Cho nên là bây giờ có cái công nghệ bảo quản bằng màng sinh học mép này thì chúng tôi thấy là cái này nó chi phí là nó cũng thấp. Thứ hai là nó cũng tiện gọn. Theo các chuyên gia, phương pháp bảo quản màng MAP có thể dùng để bảo quản rất nhiều loại rau, củ, quả đặc sản của Việt Nam vì có tác dụng ngăn cản sự bay hơi nước, thay đổi nồng độ oxy và carbonic, giúp hạn chế việc thất thoát các vitamin và khoáng chất, nhờ đó hàm lượng dinh dưỡng của rau củ quả được đảm bảo. Sẽ có những cái công nghệ mới hơn được đưa vào trong cái màng này để có thể thứ nhất là nâng cao cái phần tỷ lệ phần trăm được bảo quản nó lớn hơn. Ngoài bảo quản chung ra thì có phải có những cái chỉ thị về cái thời lượng hư hỏng cũng như là mức độ hư hỏng cũng như là những cái chỉ tiêu ở phía trong của cái màng này, thì tất cả những cái chỉ thị như thế nhóm nghiên cứu chắc phải tiếp cận cái hướng ấy để mà tiến tới cái công nghệ tương ứng như các nước đã phát triển. Việc nghiên cứu chế tạo thành công màng MAP hứa hẹn sẽ được ứng dụng cho tất cả các loại rau quả, nhằm góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân cũng như là cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Thành công của công nghệ này cũng là động lực thúc đẩy các nhà khoa học tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp bảo quản nông sản hiệu quả hơn trong thời gian tới.